Mến chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập để kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn ngữ văn khối 7. Một vài thông tin các em cần nắm. Về ngày giờ kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra vào chiều thứ Hai ngày 31 tháng 10. Địa điểm tại lớp, đề chúng ta sẽ làm đề chung gồm có 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 90 phút. Nội dung ôn tập. Phần đọc có 4 nội dung. Thứ nhất, thơ 4 chữ, 5 chữ. Thứ hai, truyện ngụ ngôn. Thứ ba, phó từ. Thứ tư, dấu chấm luận. Phần viết. Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Chúng ta ôn phần đầu tiên, thơ 4 chữ, 5 chữ. Thơ 4 chữ, 5 chữ chúng ta sẽ ôn những nội dung sau. 1. Cách nhận diện. 2. Cách dấu vần. Thứ 3. Ngắt nhịp. Thứ 4. Hình ảnh thơ. Thứ 5. Biện pháp nghệ thuật. Thứ 6. Tình cảm, cảm xúc của tác giả. Thứ 7. Thông điệp từ bài thơ. Ở đây chúng ta sẽ thực hành bài thơ Thương Ông. Đầu tiên, dựa vào đâu mà chúng ta biết được đây là bài thơ 4 chữ? Thứ nhất, chúng ta thấy một dòng thơ gồm có 4 chữ. 4 dòng thơ tạo thành một khổ thơ. Thứ hai, ở đây chúng ta thấy bài thơ này gieo vần chân là chủ yếu. Một số vần thầy đã đánh dấu trên bài thơ, chúng ta có thể nhìn qua bên trái. Về nhịp thơ chủ yếu của bài thơ này là nhịp 22. Như vậy tất cả những thông tin đó, chúng ta đủ để kết luận đây là một bài thơ 4 chữ. Một số những hình ảnh thơ mà chúng ta cần nắm ở trong bài thơ này. Các em còn nhớ hình ảnh thơ là gì hay không? Chúng ta mở lại sách giáo khoa trang 11 phần tri thức ngữ văn. Hình ảnh thơ là những chi tiết, cảnh tượng từ thực tế đời sống được tái hiện bằng ngôn ngữ thơ ca, góp phần diễn tả cảm xúc, suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy một số hình ảnh thơ trong bài, ví dụ như là chân ông sưng tấy, bước đi khập khiễng, khập khà, vân vân. Về đề tài thì các bạn thấy bài thơ này nói về một đề tài lớn, đó là tình yêu, gia đình. Chúng ta có thể rút ra một số thông điệp từ bài thơ. Thứ nhất, phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng sự quan tâm, nâng đỡ của mình. Thứ hai, sự hiếu thảo của con cháu đó là niềm vui của ông bà. Chúng ta qua nội dung thứ hai, đó là về truyện ngụ ngôn. Về truyện ngụ ngôn thì chúng ta sẽ ôn những nội dung sau đây. Thứ nhất là cách nhận diện truyện ngụ ngôn. Thứ hai là nhân vật. Thứ ba là không gian thời gian trong truyện ngụ ngôn. Thứ tư là sự kiện. Thứ năm là tình huống truyện. Thứ sáu là đề tài. Thứ bảy là bài học cuộc sống. Và thứ tám là tóm tắt truyện ngụ ngôn. Ở đây chúng ta có thể gợi ý bằng một bài mẫu Con cáo và chùm nho. Con cáo và chùm nho là một tác phẩm truyện ngụ ngôn. Vì sao? Vì nó có 4 yếu tố. Thứ nhất, ngắn gọn. Thứ hai, nó dùng câu chuyện của loài vật là con cáo để dạy bảo con người. Thứ ba, không gian thời gian truyện ở đây, truyền núi một ngày nọ, nhân vật là con cáo, không gian thời gian không cụ thể, nhân vật không được gọi bằng tên riêng. Đây là những đặc điểm cho thấy Con cáo chùm nho là tác phẩm truyện ngụ ngôn. Về sự kiện chính ở trong tác phẩm này, các bạn còn nhớ sự kiện là gì hay không? Các bạn có thể liên hệ lại phần tri thức ngữ văn trang 32. Sự kiện là yếu tố quan trọng góp phần làm nên câu chuyện. Ở đây chúng ta thấy sự kiện yếu tố quan trọng góp phần làm nên câu chuyện này chính là con cáo thấy chùm nho và muốn hái ăn. Về tình huống truyện, thì tình huống trong truyện này là cáo xuống núi, thấy chùm nho chín, muốn ăn nhưng không ăn được, liền nghĩ rằng nho còn sống. Về đề tài của truyện, các bạn nhớ lại cái này rất quan trọng nha các bạn. Đề tài trong truyện ngụ ngôn thường là những vấn đề đạo đức hay những cách ứng xử trong cuộc sống. Như vậy, đề tài trong truyện Con cáo và chùm nho này là cách đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của mình. Bài học, thông điệp chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn này là nên buông bỏ những thứ ta không thể đạt được. Một số người khi không có được thứ gì đó, liền nói thứ đó không ra gì cả. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn, không thể có được, nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh.
Tiếp theo ta đi đến một kỹ năng quan trọng khi đọc truyện ngụ ngôn, là kỹ năng tóm tắt. Thầy nhắc lại các bước tóm tắt. Đầu tiên các bạn phải đọc lại truyện ngụ ngôn. Bước 2, các bạn ghi ra những sự việc chính ở trong câu chuyện. Thứ 3, các bạn sắp xếp lại và diễn đạt thành những câu văn hoàn chỉnh. Bước thứ 4 là các bạn ghép nối những câu văn này lại, liên kết những câu văn này lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Lưu ý văn bản tóm tắt. Thứ nhất, phải ngắn gọn hơn nguyên tắc. Thứ hai, đảm bảo các sự kiện chính của văn bản. Thứ ba là phải có tính liên kết giữa các câu văn. Ở đây chúng ta có thể câu chuyện Cáo và Chùm Nho xoay quanh ba sự kiện chính. Thứ nhất, Cáo xuống núi, thấy một chùm nho chín trên cao. Cáo tìm mọi cách nhưng vẫn không hái được chùm nho. Cáo tự nghĩ rằng chùm nho còn sống rồi bỏ đi. Chúng ta có thể dựa vào ba cái sự việc chính này và chúng ta sẽ viết thành một đoạn văn tóm tắt. Tiếp theo chúng ta ôn về phó từ. Về vị trí, phó từ có thể đứng trước danh từ. Phó từ có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ. Về chức năng, những phó từ đứng trước danh từ thường bổ sung ý nghĩa về số lượng. Những phó từ đứng trước hoặc sau động từ, tính từ thường bổ sung ý nghĩa về thời gian, tiếp diễn tương tự, mức độ, cầu khiến, khẳng định, phủ định, hướng, khả năng. Ví dụ, những người tôi chưa từng quen lại là những người ra tay cứu giúp tôi. Ở đây chúng ta có hai phó từ. Thứ nhất là phó từ những bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ người đứng ở phía sau. Phó từ chưa từng bổ sung ý nghĩa về sự phủ định cho động từ quen đứng ở phía sau. Về dấu chấm lẫn thì các bạn cần nắm cho thầy 5 công dụng của dấu chấm lẫn. Thứ nhất là biểu thị còn nhiều sự vật hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. Thường sẽ đi kèm với dấu phẩy ở phía trước dấu chấm lẫn. Thứ hai, lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng. Thứ ba là chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ, châm biếm, hài hước. Thứ tư là lời trích dẫn, bị lược. Thứ năm là mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng. Các bạn có thể xem lại phần này trong tri thức ngữ văn sách giáo khoa. Ta ôn tiếp phần viết. Thể loại, viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Chúng ta trải qua những bước sau đây. Bước thứ nhất, chọn một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Thì thầy gợi ý một số những sự việc chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ như chúng ta có thể kể lại một chuyến tham quan Lăng Bác và nghe câu chuyện đời thường của bác. Chúng ta có thể kể lại một chuyến tham quan Côn Đảo, chúng ta được viếng mộ và nghe kể chuyện về Võ Thị Sáu. Chúng ta có thể tham quan Bến Nhà Rồng và được nghe câu chuyện về bác ra đi tìm đường cứu nước. Bước 2, chúng ta thu thập tư liệu từ sách, báo, Internet. Nhớ, chúng ta chỉ thu thập từ những nguồn tin cậy. Bởi vì những nhân vật hoặc sự kiện lịch sử phải, những chi tiết đó phải đúng với sự thật. Bước 3, chúng ta sẽ lập dàn ý. Dàn ý, chúng ta sẽ chú ý những ý sau đây. Mở bài là giới thiệu những sự việc xảy ra, việc gì xảy ra ở đâu, lúc nào, có liên quan đến nhân vật hay sự kiện lịch sử nào. Thân bài, mình kể trọn vẹn lại sự việc. Từ sự việc khởi đầu cho đến sự việc chính và sự việc kết thúc. Sự việc khởi đầu có thể là công tác chuẩn bị, có thể là hoạt động đầu tiên trong một chuỗi sự việc. Ở phần này chúng ta nhớ kết hợp yếu tố tả và biểu cảm. Sự việc chính là phần quan trọng nhất bởi vì nó có chứa câu chuyện về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Lưu ý, nhân vật, sự kiện lịch sử phải có liên quan đến sự việc ta đang nói. Nhưng chúng ta đừng tránh kể dài dòng thừa ý. Ví dụ như kể câu chuyện bác ra đi tìm đường cứu nước thì chúng ta kể trước khi bác ra đi tìm đường cứu nước và khi bác ra đi tìm đường cứu nước, hoặc quả nhiều lắm thì chúng ta kể đến lúc mà bác đem cái tư tưởng Mác Lênin để sáng lập Đảng Cộng sản và giúp cho miền Bắc được giải phóng năm 1945 là được rồi. Chúng ta đừng có kể quá dài dòng. Chúng ta kể hết cái con đường cứu nước của bác thì như vậy chúng ta sẽ bị lan man. Chúng ta chỉ kể cái phần quan trọng là liên quan đến Bến Nhà Rồng mà thôi. Sự việc kết thúc, có nghĩa là kết thúc của chuyến tham quan chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kết hợp yếu tố biểu cảm trong phần này. Phần kết bài, các bạn sẽ có hai ý. Thứ nhất là nêu ý nghĩa của sự việc đó. Thứ hai là các bạn nêu cảm nghĩ về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Như vậy là chúng ta đã ôn xong. Tạm biệt các em, chúc các em thi thật tốt.